Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một cô gái dùng xe ô tô đâm liên tiếp vào xe của người khác để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Đó là Trần Thị Vân, 30 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6, Vân điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson màu đỏ đến một quán nhậu tại ngã tư Ngô Quyền, Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để ăn uống cùng nhóm bạn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Vân đi vệ sinh rồi quay lại bàn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ tên L ngồi nhậu bàn kế bên. Sau một lúc lời qua tiếng lại thì nhóm của Vân và nhóm của người phụ nữ tên L đã lao vào đánh nhau. Vì tức giận nên Vân liền chạy đến điều khiển xe ô tô Hyundai Tucson màu đỏ, tông liên tiếp nhiều cái vào chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe màu trắng của đối phương đầu phía trước, gây hư hỏng phần đuôi xe. Sau đó Vân điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành các bước điều tra và tổ chức truy nóng Trần Thị Vân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối ngày 9 tháng 6, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã đưa được Vân về trụ sở đơn vị và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam.